Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Linh Let's Learn. Chúng ta tiếp tục với các video trong Unit 1. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Pronunciation của phần Language trong Unit 1 tiếng Anh lớp 12, sách giáo khoa mới các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 1, là phần từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa đó các bạn. Đó, cái từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa này là chúng ta đã gặp rất nhiều rồi đúng không? Đó, vậy thì trong cái video này chúng ta sẽ tiếp tục gặp nữa, để chúng ta sẽ càng giỏi hơn. Nó giống như trong tiếng Việt, có những từ chúng ta nghe giống nhau nhưng nghĩa là khác nhau. Ok, này, cái homophones này các bạn ha, nó là từ đồng âm khác nghĩa. Và trong bài tập số 1 này, người ta đề nghị mình là lắng nghe những cặp câu. Đó, những cặp câu này các bạn nhìn nè. Đó, những cặp câu. Và viết cái những từ đúng trong mỗi cái khoảng trống đây nè. Đây, những khoảng trống này, các bạn thấy chưa? Và cái cặp đầu tiên đã được làm như là một cái ví dụ cho chúng ta. Đây, ví dụ như cặp đầu tiên đã được làm nè. Rồi bây giờ mình mời các bạn nghe hết 6 cái cặp câu này của bài tập số 1 này. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nghĩa cho các bạn ha. Rồi, các bạn nghe rồi các bạn đoán, các bạn làm rồi sau đó mình giúp các bạn tìm ra đáp án nha. Ok. Rồi bây giờ mời các bạn lắng nghe. Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example. 1. A. My English class is at 2 o'clock. B. It's never too late to learn another language. 2. A. His father is a guitarist, but he wasn't allowed to play any musical instruments until he was 15. B. Please read the letter aloud to us. 3. A. You can write your life story and post it on this website. B. I hope we're doing the right thing. 4. A. J.K. Rowling's new novel will come out next month. B. I knew where he was hiding, but I didn't know why he was wanted. 5. A. Beethoven composed some of his finest works here in this house. B. Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film? 6. A. She has been involved in many community projects. B. Jan has just posted his latest bean soup recipe on the internet. You should try it out. Rồi, như vậy là các bạn đã được nghe đầy đủ 6 cặp câu này. Và đây là một cái bài tập rất là thú vị các bạn. Đây là những cái từ đồng âm mà chúng ta nghe rất là hay. Và bây giờ thầy sẽ giúp các bạn điền đáp án, rồi sau đó các bạn kiểm tra đáp án của các bạn ha. Rồi, cái cặp thứ nhất chúng ta không nói rồi, được làm rồi. Bây giờ đến cái cặp số 2. Cái từ đầu tiên này các bạn. Đây, cái từ đầu tiên là allowed. Allowed là cho phép đó các bạn. Allowed. Đó, A-L-L-O-W-E-D. Đó, A-L-L-O-W-E-D. A-L-L-O-W-E-D. Ok. Cái từ thứ hai đồng âm với cái chữ allow này á, là allowed. Đây á, nó chữ này. Đó, mà thấy chưa? A-L-O-U-D. A-L-O-U-D. Thầy viết chữ xấu hơn, thầy đọc ra cho các bạn dễ nhìn thôi. Các bạn dịch viết đúng thôi, chứ các bạn thông cảm chữ thầy không được đẹp lắm. Cái cặp số 3 này, tí nữa mình sẽ dịch nghĩa từ đầu các câu cho các bạn luôn, từng câu luôn. Cái cặp số 3 thì cái chữ đầu tiên là write. Cái chữ viết này các bạn, chữ viết đó, với W-R-I-T-E đó, W-R-I-T-E. Và cái câu B của là write, đó, R-I-G-H-T, R-I-G-H-T, R-I-G-H-T.
Rồi, cặp số 4 câu A là gì? New. Mới đó các bạn, chữ mới đó. Rồi, còn cái câu B là new là biết, là quá khứ của know đó. Đó, quá khứ của know đó các bạn nha. Ok. Rồi, chữ này thì dễ rồi, nhìn rõ rồi. Cái cặp số 5 câu A là gì các bạn? Here. Ở đây á, ở đây đó các bạn. Chữ ở đây là H-E-R-E nè. Ok. Và câu B là hear là nghe đó các bạn. Cái chữ nghe đó. Ok. Rồi, cặp số 6 câu A là been. Là V3 của be đó các bạn. Đó, hoàn thành của be á, to be đó. Ok. Và B là been. Hạt đậu đó các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn xem đây. Bây giờ các bạn xem đây nha. Chúng ta sẽ hiểu từng câu này như thế nào. Câu thứ nhất, tiếng Anh, lớp tiếng Anh của tôi, lớp tiếng Anh của tôi thì bắt đầu lúc 2 giờ. 2 giờ. Câu B là chẳng bao giờ là muộn để học cái một cái ngôn ngữ khác. Đó các bạn thấy chưa, to này và to này đồng âm khác gì đó. Ok. Câu B này. Cha của anh ta là một nghệ sĩ guitar, một người nghệ sĩ guitar, nhưng ông ấy không được phép chơi bất cứ những cái nhạc cụ âm nhạc nào mãi cho đến khi 15 tuổi. Có người là từ năm 15 tuổi trở đi thì ông mới được chơi nhiều cái nhạc cụ. Rồi, câu B. Vui lòng đọc lá thư to lên cho chúng tôi nghe. Đó, bạn thấy chưa? Đó, những chữ đồng âm khác nghĩa đó. Và câu số 3, cặp câu 3 này. Bạn có thể viết câu chuyện cuộc đời của bạn, câu chuyện cuộc đời của bạn và tải nó lên mạng trên một cái trang website này. Có nghĩa là viết về câu chuyện cuộc đời và tải lên, post lên đó. Chúng ta hay gọi là post các bạn. Nhưng cái từ này không phải là post mà các bạn đọc phiên âm quốc tế cho đúng là post. Post các bạn ha. Các bạn viết câu chuyện cuộc đời và đưa nó lên cái trang web này, trang website này. Ok. Câu B này. Tôi hy vọng chúng ta đang làm những cái điều đúng. Điều đúng á, không phải điều sai, điều đúng đắn các bạn. Rồi, cặp số 4. J.K. Rowling, cái cuốn tiểu thuyết mới của J.K. Rowling sẽ được xuất bản trang xong cái tháng tới. Đó, có được sẽ ra mắt trong được ra mắt trong tháng tới đó các bạn nha. Và câu B, tôi biết anh ấy đang trốn ở đâu. Tôi biết anh ta đang trốn ở đâu, nhưng tôi không biết tại sao anh ta lại bị truy nã nè. Cái wanted này là truy nã đó các bạn nha. Đó, ok. Đó, hai từ new này đồng âm khác nghĩa này. Hai từ này quá quen thuộc rồi đúng không? Rồi, cặp số 5. Beethoven, chúng ta hay gọi là Beethoven á, nhưng mà Beethoven đã soạn, ông nhạc sĩ này đã soạn một vài cái gì các bạn? À, đã sáng tác một vài công trình tốt nhất của ông ấy, một vài công trình âm nhạc á, tốt nhất của ông ta. Trong ngôi nhà này, ở đây. Người ta đứng đây, người ta chỉ và người ta nói cho người khác nghe. Ok. Rồi, câu B. Bạn đã nghe những cái tin mới nhất về cái gì các bạn? Bạn đã nghe cái tin mới nhất về về cái bộ phim của Steven Spielberg chưa? Có nghĩa là bạn đã nghe những cái tin mới nhất về cái bộ phim của cái Steven này chưa? Đó là cái câu đó. Here là nghe và here là ở đây. À, và cái cặp cuối cùng của chúng ta, cặp số 6. Cô ấy, chào các bạn, vừa mới đăng hình ảnh. À, xin lỗi bạn, câu 6 không phải. Cô ấy tham gia vào nhiều dự án cộng đồng. Những cái dự án này, nhiều dự án cộng đồng. Vậy thì cô ta có liên quan hay là tham gia vào nhiều cái dự án cộng đồng. Rồi, câu B thì sao? Giang sao? Vừa mới đưa lên mạng á, đó các bạn thấy chưa? Post it là đăng này. Vừa mới đăng lên cái công thức gì các bạn? Vừa mới đăng lên
cái bức ảnh hay là cái công thức gì, cái công thức nấu món súp đậu á, súp đậu này, đó, món canh đậu á, chúng ta gọi là nấu canh đậu á, công thức nấu với món súp đậu, món canh đậu mới nhất này, ok, trên internet, cô ta đăng lên trên internet và bạn nên thử nó đi, đó, bạn là mới nhất của nói lên internet á, bạn nên thử đi, đúng không nào? Đó là 6 cái cụm từ mà 6 cái cụm câu mà chúng ta đã biết được rất nhiều cái từ đồng âm khác nghĩa này, rất là hay đúng không nào? Và hy vọng các bạn thấy các video này mà có ích cho các bạn, hữu ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục đón nhận thêm nhiều cái video hay các bạn ha. Thực ra cái phần mà phát âm này thì nó còn một tí ở dưới này, thầy nói luôn cho các bạn luôn này các bạn, để các bạn ok luôn nha. Đây, nó còn một tí dưới này nữa, là người ta hỏi mình là bạn có biết những cái từ đồng âm á, là những cái chữ hoặc là những cái sự liên kết với những chữ mà nó có cái cách phát âm đánh vần hoặc là ý nghĩa khác nhau nhưng phát âm thì giống nhau, à cách đánh vần và ý nghĩa khác nhau nhưng là phát âm thì giống nhau, thì giống nhau. Tóm lại là chỗ này là nghĩa và đánh vần thì khác nhưng mà phát âm thì giống. Vậy thôi, các bạn nhìn đây nha, nó có những cái hình thức này, to là số 2, to này là cũng, nhưng cái chữ to này á, cái hình thức yếu á, thì người ta đọc là to, nhưng hình thức mạnh là người ta đọc kéo dài ra, to thì nó giống với hai cái này, đó các bạn nha. Rồi, peace, peace, there, there, father, father, whose, whose, jeans, jeans, bought, bought, your, your, there's, there's, new, new, weather, weather, council, council. Ok, đó là những cái từ đồng âm rất là hay. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn video tiếp theo nha. Nếu các bạn cảm thấy những video này tốt thì tiếp tục mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay của Mr. Long Lên. Rồi, một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo ở đến cái phần ngữ pháp nha. Phần ngữ pháp là một phần rất là hay.